ngồi nói chuyện buồn cười vãi luôn. Đéo có một cái pha nào gọi là play được end game hết đấy. Đánh mẹ đánh hoàn hảo như vậy còn đó cái lồn gì nữa không biết. Xe máy Baron thì 50-50. Ngôi Sam không hiểu luôn. Giải đấu quốc tế này người ta còn bị mẹ xe máy KS nữa. Nói chi thì mình đánh một cái game run quá bình thường. Bọn đấy không lỗi do thằng vay là lỗi do thằng nào? Thằng vay lỗi rõ ràng ra luôn. Ở lại đam xong có Baron đi team rút về win. Không chịu. Mấy thằng điên đéo biết cái lồng gì ngồi. Smite smite 50-50 mà lúc nào cũng smite thắng à. Nó cũng level 18, mày cũng level 18, 50-50. Nó đã vô được hang Baron là 50-50. Nó smite trước thì chịu thôi. Vay ne ra là team nó úp tới nhưng má mấy thằng ngu này ai chả biết là lúc vay ra em team nó úp tới tao chấp cái đó ai chả biết nhưng con vay ne nó ở lại nó đam của Baron là đam Baron của mình và thằng dây đi về được tôi đi về được cũng lắm thằng vay chết thôi tao em quy qua tường tôi đi về ngu vậy tôi sống cùng lắm mình thằng vay chết thì sao thua nó đéo đẩy được lan nào luôn đúng không nếu thằng vay ở lại bắn Baron thì team mình có 3 giây để đi về thừa sức đi về luôn. Nó phải là cái gì ngu chết mẹ đi cứ ngồi smite smite nó tóc biến những cái hang Baron này smite cái lầu nè đéo biết cái gì về game rồi cái thằng đâm chính thì đi ra chạy ra ngoài cho anh chim nó đọc cho rồi chết đúng không tự nhiên thằng đâm chính chạy ra ngoài cho chim đập chết không liên quan gì hết hình như nó đứng ở rình mình rồi tạm đi ngu một cái ý kiến mười bảy với trả 18 17 18 là chênh nhau bao nhiêu cái smite bao nhiêu đam tại sao biết không để ý máu Baron không kéo xuống xem con vi nó có vô không để mẹ còn biết được mà smite Baron nó lát cho nó smite luôn thì bó tay rồi kéo xuống xem thằng vay nó đi ra làm cái gì xem con nó có cản được thằng vi không mình cũng biết được mình tính chủ quan cái mẹ kéo xuống xem con vi đi tới đâu rồi. Gần xong phát nó lên level 6 rồi. Cùn cái mẹ gì người ta nói là đúng lý luận. Mấy thằng mày mới là mấy thằng cái cùn ấy. Cùn vãi lên ra. Kêu mày quăng game. Quăng cũng cạc à. Cái nó quăng chỗ nào. Đánh gánh sức hết lồn luôn cái. Thằng nào quăng. Thôi đánh ăn thêm bãi này đi về. Thiệt. Bởi chúng mày không bao giờ lên run được là vậy á. Đánh có biết quan sát trận đấu đéo luôn.
Không phải thấy thua loãng. Nè, tham quá, nó còn hia, tôi nhìn cái màu rồi, tôi biết nó còn hia rồi. Nhìn cái màu là biết nó còn hia rồi, lát lên chí. Nó cua giờ trăm mấy chục đồng, giàu thật. Đi đó mình nói cho anh em hiểu thôi. Và đó lỗi hoàn toàn vay. Smile hụt. Một phần lỗi cho tôi, smile 50-50. Cái này là chuyện bình thường. Biết. Mid smile là chuyện bình thường. Lỗi lớn nhất thằng vay không chịu đam. Vay đam thì vi lại gần kiểu gì? Nếu thằng vay ở lại đam thì thằng vi tôi hỏi ông, thằng vay ở lại đam thằng vi lại kịp không? Đấy con mẹ gì mà lại kịp vậy thôi. Đi ra ngoài nó có sống không? Không. Chỗ nào mà câu tại sao thằng vay không ở lại đam? Vay ở lại đam xong có Baron. Tôi combo lên trên đi về. Thằng dây đi về. Thằng vay một mình chết. Vậy thôi. Đéo gì. Vậy là win. Trời ơi má đen. Má đi ăn đến đâu rồi nó trực đến đó rồi trời. Mua cái máy quét, đi quét xem có mắt. Thằng lìn này đá mát lộ liễu quá. Lộ liễu phát lìn luôn á. Đi đến đâu nữa theo anh đó. Giết nó luôn đi. Nó nhòi thì giết nó luôn. Đánh đánh thường Queen cả là chết. Let's settle the score. Không có làm cái gì thì không có thua tôi xin. Liên thắng.
cái đồ cướp mà không cướp được luôn, nó đọc hết di chuyển mày rồi. Yasuo này đánh tốt, farm được. Rắn thật đi, đi đâu theo đó. Cũng rắn ghê. Hai cả mấy tiền chưa mua đồ đấy ba. Mua đồ tôi solo với ông, tôi sợ ông. Không thể cướp được luôn đấy. Gần luôn. Này má đi ở đâu có theo anh đó. Đi đâu đã theo con đó, nếu phải được cướp được luôn. Khổ. Yasuo nó khỏe lắm này, win. Nghỉ đi. Yavan cũng đã thua tôi quá nhiều rồi.
enemy has been slain. I got no time for games. Khó chịu nhỉ. Má, nãy giờ hai ván là một cái đồ cướp khó cướp kinh khủng, không đụng được một bãi rừng. Chết đi. Ủa đủ má đéo chết luôn kìa. Bắt đầu má cái xe máy đỏ vừa hết. Cái xe máy đỏ vừa hết. Ủa sao cái kéo nó hồi lẹ vậy? Mới có 10% thời gian hồi chiêu thôi mà nó kéo con này của mình rồi, sao nó kéo nó hồi lẹ dữ vậy? Ở đây. Thằng này nó auto kiệt sức mình luôn, nên nãy giờ anh hai ba cái của nó rồi đó. Quả đấy R không có đủ đam nên là mình không có R. R là bạn sẽ bị lui ra một xíu. Bạn R làm gì? Lúc chuẩn bị kịp chuẩn bị R thì nó ấy mình rồi. Lúc mà chuẩn bị đúng R cho người nó thì nó lại kéo mình rồi. Cái quả đấy á, không kịp R đâu. Nó kéo rồi, nãy nó kéo nó ké con chim của mình đấy. Tính ké con chim của mình không được ấy. Là ăn bẫy chim tiếp thôi. Cướp từ từ cũng đủ à. Hãy nhìn ba mắt con khùng luôn. À đéo chết luôn. Rồi vậy không đủ đam nữa hả trời. Cái rờ tóe ra yếu lắm.
nó rồi, tao cướp một hồi cũng được à. Ngon lắm. Quá. Công nhận là mắt nhiều thật. Nhiều mắt đấy. Đổ xuống đây thì hai trụ tóc đi thôi. Không, không quỷ threat nó ám quá, ám và lờ đợi đấy, tí sẽ có gương vui danh cho bạn. Mẹ nó, đúng rồi. Enemy double kill. Always trouble. Thôi nó ăn xong rồi, kệ nó đi. Quá điên đâu, nó ám nó đi. Không thể nào mà động đậy được. Let's settle the score. Nó không ăn luôn. Bỏ. Ván này không biết mình phá biết bao nhiêu con mắt rồi. Băng Randium luôn. Khỏe thật.
Ok. Kịp là ok. Mẹ tí tôi lên cung xanh luôn bình ơi. Năm chưa đủ, đợi xíu. Quyết định đéo lên ấy nữa, để lên sát lực nữa. Bọn này lên giáp không, full giáp này, sát lực như không. Mình sẽ lên thẳng cái cung xanh luôn, lên thẳng cái cung xanh là bắn sắp một liền nữa. Bạn nhìn vậy chứ mình săn vãi liền rồi, mình level 18 rồi đấy. Đồ ông còn chưa bằng đồ tôi. Nó mất thời gian, nó dí mình, nó đập mình, nó mất thời gian di chuyển, nó chỉ am vô mình thôi thì tim mình được thở bình thường. Đó, giờ ba lam rồi đó, đép đi. Ghét tôi farm cho mát đồ, tôi qua tôi hành chúng nó. Xong cung xanh tôi qua tôi bắn sắp bật liền cho nó mới được, bực mình. Rồi. Bà mẹ, tao ha. Tao độc từng thằng. Từng thằng một, nãy anh hiếp bố mày. Ủa mà tim nó không chết thằng, tim mình không chết thằng nào luôn kìa. Thua sẽ được nữa, ba lan là thua sẽ được nữa. Mà thịt chứ đánh game khó chịu vãi liền ra luôn ấy. Đi đéo đâu nó cũng theo, đi đéo đâu nó cũng theo, đi lên trên, theo lên trên, đi xuống dưới, theo xuống dưới. Nó theo nó ám kinh khủng. Hành đâu mà hành, thằng nào nói game là tao anh hành.